Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình cổ phiếu 360 độ của công ty chứng khoán VN Direct. Tôi là Duy đến từ trung tâm tư vấn đầu tư và giới thiệu với mọi người đây là anh Dũng đến từ bộ phận research của công ty VN Direct. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về cổ phiếu công ty cảng hàng không Việt Nam ACV. ACV hiện tại vẫn đang là công ty thuộc sở hữu của nhà nước và có doanh thu đến liên quan đến các dịch vụ hàng không, dịch vụ phi tài chính và dịch vụ bán hàng. Thì ACV đang là công ty trực tiếp khai thác 22 cảng hàng không tại Việt Nam và có lợi thế độc quyền về cái việc này. Năm 2020 là một năm ảnh hưởng bởi Covid khiến cho doanh thu và lợi nhuận của công ty bị sụt giảm. Tuy nhiên trong tương lai thì cổ phiếu này vẫn còn rất là hấp dẫn và ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận về cổ phiếu này. Và bây giờ tôi sẽ điểm qua ba cái điểm tích cực của cổ phiếu ACV, vì sao mà mình nên chọn cổ phiếu này để đầu tư. Điểm tích cực thứ nhất liên quan đến lợi thế độc quyền và rào cản cạnh tranh của ngành rất cao. Điểm thứ hai liên quan đến triển vọng phục hồi ngành hàng không của Việt Nam sau Covid. Và điểm cuối cùng là triển vọng của ACV được chấp thuận chuyển sàn lên HOSE. Và bây giờ tôi sẽ đến phần luận điểm đầu tiên, đấy là lợi thế độc quyền và rào cản cạnh tranh rất cao. Mời anh Dũng có thể chia sẻ thêm cho mọi người về phần này. Vâng, cảm ơn Duy. Đối với ACV thì có ba cái luận điểm đầu tư chính mà như Duy đã vừa trình bày. Thì mình xin đi vào cái luận điểm đầu tiên, đó là cái lợi thế độc quyền và rào cản cạnh tranh rất cao của ACV. Thì ACV là cái hệ thống cảng hàng không của Việt Nam đã phục vụ 16,3 triệu lượt khách trong năm 2019. Hệ thống cảng ACV hiện tại phục vụ 100% lượng hành khách nội địa và 80% lượng hành khách quốc tế, tổng cộng thì chiếm gần 90% thị phần phục vụ của hàng không Việt Nam. Lợi thế độc quyền trong khai thác 22 cảng hàng không bao gồm 9 cảng không quốc tế và 13 cảng hàng không nội địa. Đồng thời là phần lớn các tỉnh, thành phố lớn thì đều đã được đầu tư xây dựng sân bay và đều thuộc sở hữu của ACV. Do đó là cái khả năng xuất hiện thêm các sân bay mới khai thác trong các thành phố lớn để cạnh tranh với các sân bay của ACV trong vòng 5 đến 10 năm tới là vô cùng thấp. Do cái vị thế độc quyền cho phép ACV tận thu giá dịch vụ theo cái quy định của nhà nước mà khách hàng khó có khả năng đàm phán, từ đó làm cho biên lợi nhuận gộp của ACV duy trì rất cao. Biên lợi nhuận gộp trong năm 2017-2019 lần lượt là 40,8%, 48,3% và 50,9%, và đã giảm xuống là 18,4% trong năm 2020 do là dịch Covid. Biên lợi nhuận dòng của ACV cũng lần lượt đạt là 29,6%, 38,1% và 44,7% trong từ giai đoạn 2017 đến 2019 và mới giảm xuống còn 2,1% trong năm 2020 do Covid. So sánh với cả các cái cảng hàng không quốc tế thì có thể thấy là mức thu phí dịch vụ của Tân Sơn Nhất và Nội Bài là tương đối cao so với cả các cảng không trong vực. Điều này là do cái lợi thế độc quyền của ACV. Mặc dù có cái lợi thế độc quyền và cái rào cản cạnh tranh cao dẫn đến là cái mức cái biên lợi nhuận của ACV rất là tốt, tuy nhiên là cái nếu mà so sánh về mức định giá so với cả các cảng hàng không trong khu vực thì định giá của ACV vẫn còn đang rất là hấp dẫn. Trung bình hiện tại thì cái chỉ tỷ lệ EV trên EBITDA của ACV dự phóng 2022 vào khoảng độ 14,9%, trong khi trung bình các cảng không trong khu vực dự phóng vào khoảng độ 25,2%, tức là mức định giá của ACV rất là hấp dẫn. Vâng, thì tôi cũng rất là đồng ý với cả quan điểm của anh Dũng về cổ phiếu ACV này. Và tôi sẽ xin phép là được bổ sung thêm một số cái phần liên quan đến cổ phiếu. Thứ nhất đấy là liên quan đến phần biên lợi nhuận gộp, thì quý vị có thể nhìn thấy rằng là mình có thể thấy là cái biên lợi nhuận gộp của ACV là nó sẽ tăng dần theo thời gian. Là năm 2017 là 40,8, năm 2018 là 48,3, 2019 là 50,9 và tự dưng năm 2020 thì giảm mạnh. Cái này là nó sẽ liên quan đến cái lượng hành khách mà ACV được khai thác trong một năm. Và mình cũng biết là công ty này thì chi phí lớn nhất của họ sẽ đến là từ chi phí cố định, CAPEX. Tức là khi mà họ xây xong rồi thì gần như là chi phí để tăng thêm cho một lượng khách hành khách mới là rất là ít, trong khi chủ yếu là nó sẽ đến từ cái việc là khấu hao các tài sản mà họ đã xây. Chính vì như vậy cho nên là khi mà hành khách tăng thêm thì công ty sẽ, mỗi một đồng hành khách tăng thêm thì công ty sẽ được hưởng rất là lớn, dẫn tới là biên gộp của doanh nghiệp sẽ rất là cao và sẽ phụ thuộc nhiều vào trong cái tăng trưởng cái lượng hành khách trong tương lai. Và mình cũng có thể thấy rằng là đất nước Việt Nam thì vẫn còn rất là tiềm năng, và cái lượng hành khách trong hàng không, bay hàng không trong
thời gian tới chắc chắn là sẽ tăng trưởng, nó sẽ khiến cho cái doanh thu của ACV tăng trưởng, nhưng mà không những chỉ doanh thu mà còn cả lợi nhuận khô. Và tôi muốn bổ sung thêm một cái phần khác nữa là nó sẽ liên quan đến cái chỉ số EV trên EBITDA. Thì như quý vị đã biết thì mọi lần chúng ta nói về định giá của cổ phiếu chúng ta hay nói đến chỉ số PE, nhưng hôm nay và bây giờ chúng tôi xin phép sẽ sang cái luận điểm thứ hai là triển vọng phục hồi sau Covid. Vâng, mời anh Dũng. Về luận điểm về triển vọng phục hồi sau Covid thì như mọi người mới biết thì sự phục hồi của ngành hàng không thế giới gắn liền với sự phát triển của vaccine COVID-19. Tính đến hiện tại thì 6 vaccine đã được phê duyệt và sử dụng, và theo cái công suất sản xuất cho vaccine của các nhà sản xuất thì tổng số người được bảo vệ khỏi vaccine khỏi dịch bệnh nhờ 6 cái loại vaccine này sẽ lên đến khoảng 2 tỷ người trong năm 2021. Và theo cái tốc độ phát triển vaccine thì hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA cũng có cái dự báo là cái chỉ số khách vận chuyển RPK nó sẽ vượt mức cơ sở là mức 2019 vào năm 2024. Trong đó thì cái mức tăng trưởng trong đó thì cái chỉ số RPK này sẽ đạt được là 61%, 86% mức cơ sở năm 2019 vào năm 2021 và 2022. Đấy là cái bức tranh chung của toàn thế giới. Còn đối với Việt Nam thì nhiều tổ chức cũng nhận định là Việt Nam sẽ có cái tốc độ phục hồi của ngành hàng không đứng đầu Đông Nam Á. Đối với thị trường nội địa thì kể từ tháng 9 năm 2020 thì chúng ta đã phải hạn chế bay để đến Đà Nẵng, và chúng ta đã kiểm soát cái dịch rất là thành công từ đó đến nay, và chúng ta chỉ gặp một cái đợt dịch gọi là nhỏ ở Hải Dương và Quảng Ninh, tuy nhiên là cái mức độ ảnh hưởng đến ngành hàng không cũng không nhiều. Và đến cái điểm hiện tại thì thị trường hàng không nội địa đã phục hồi và ghi nhận cái mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với cả cái thời điểm trước dịch. Trong một số cái thời điểm thì các cái sân bay lớn như là sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất đã gặp phải tình trạng quá tải. Trong khu vực Đông Nam Á thì cái lưu lượng nội địa của Việt Nam, Thái Lan và Malaysia thì đã đều phục hồi so với cái mức thấp điểm nhất vào tháng 4 năm 2020. Và trong ba cái thị trường này thì Việt Nam vẫn là cái thị trường tiềm năng nhất với việc là ACV ghi nhận cái sự phục hồi lượng khách đã đạt 90% lưu lượng so với trước dịch vào thời điểm tháng 10 trong năm 2020. Đối với cả thị trường quốc tế thì chúng ta vẫn đang đóng cửa chiều bay về, trừ một số chuyến bay giải cứu. Chiều bay đi thì vẫn còn đang bị hạn chế. Tuy nhiên là với việc tiêm chủng đang diễn ra rất khắp trên toàn cầu thì chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đưa ra các giải pháp để có thể mở lại đường bay quốc tế trong thời gian sớm nhất và vẫn đảm bảo an toàn. Thì mới đây nhất thì tôi cũng đã đọc được thông tin là chính phủ đã đưa ra cái lộ trình 3 bước để mở lại đường bay quốc tế. Trong cả năm 2020 thì tổng cái lưu lượng hành khách thông quan giảm 37,8%, trong đó thì khách nội địa giảm 22,5% so với cùng kỳ và khách quốc tế giảm 8,5% so với cùng kỳ, khiến doanh thu và lợi nhuận dòng của ACV giảm lần lượt là 57,5% và 79% so với cùng kỳ. Tuy nhiên là cái giai đoạn 2021-2022 thì lợi nhuận dòng của ACV được kỳ vọng sẽ tăng trưởng lần lượt là 154% và 70%. Cái triển vọng phục hồi đến từ thị trường nội địa sẽ tăng trưởng mạnh mẽ do Việt Nam tiếp tục khống chế thành công dịch bệnh, việc tiêm vaccine cũng đảm bảo cho du lịch nội địa an toàn, và cũng như là cái kỳ vọng mở lại đường bay quốc tế trong quý 3 2021 theo cái lộ trình 3 bước mới đưa ra gần nhất của chính phủ với những cái biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Nhìn dài hạn hơn thì việc thiếu hụt công suất thì cũng là cái vấn đề đã cản trở cái sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam trong các năm gần đây. Thì tôi cho rằng là cái vấn đề này sẽ được giải quyết nhờ những cái động thái tích cực của chính phủ trong việc nâng cấp và mở rộng hạ tầng trong khoảng thời gian dịch bệnh. Trong tháng 6 thì thủ tướng đã phê duyệt khoản đầu tư là 1.000 tỷ để đầu tư với nhà ga T3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Thì cái việc khởi công dự kiến là bắt đầu vào khoảng cuối năm 2021 và hoàn thành vào năm 2024. Trong khi đó ở miền Bắc thì Cục Hàng không Việt Nam thì cũng đã có kế hoạch mở rộng nhà ga T2 và đã đệ trình lên chính phủ và đợi chủ trương phê duyệt.
Đồng thời là vào tháng 11 năm 2020 thì Thủ tướng cũng đã chỉ định ACB giữ vai trò chủ đạo trong việc phát triển dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thì trong cái bối cảnh phát triển cơ sở tầng nhằm cải thiện tình trạng thiếu công suất cùng với cả cái nhu cầu di chuyển sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, thì trong bản cơ sở thì chính phủ kỳ vọng là tổng lượng hành khách thông quan sẽ tăng 9,6% một năm trong giai đoạn từ 2019 đến 2020. Trong đó thì tổng lượng hành khách nội địa sẽ tăng trưởng trung bình 9,8% và tổng lượng khách quốc tế sẽ tăng trưởng trung bình 9,2%. Và đấy là những cái quan tâm, những cái thông tin mà anh Dũng đã đưa cho chúng ta về triển vọng tăng trưởng hành khách của phiếu ACV trong giai đoạn tới. Trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ được phục hồi nhờ Covid, và trong dài hạn hơn thì chính là những cái dự án về nhà ga mới T3 Tân Sơn Nhất, hay là những dự án mở rộng ở nhà ga T2 và dự án Long Thành. Cho nên chúng ta có thể hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái sự tăng trưởng bền vững của cổ phiếu ACV trong những cái năm tới sắp tới, mà tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng sang những cái luận điểm cuối cùng tích cực về cổ phiếu ACV ngày hôm nay, đấy chính là việc triển vọng ACV có được chấp thuận lên sàn HOSE hay không. Vâng, đúng không? Về triển vọng ACB sẽ được chấp thuận chuyển sang niêm yết sang HOSE, thì ACB đã có cái kế hoạch chuyển sang niêm yết từ Upcom lên HOSE từ năm 2019. Tuy nhiên là trong 2 năm vừa qua thì vẫn còn những cái vướng mắc liên quan đến cơ chế quản lý khu bay của nhà nước. Thì cái thời điểm mà ACB cổ phần hóa thì nhà nước đã giữ lại cái phần khu bay tài sản nhà nước. Tuy nhiên là để đáp ứng đủ cái điều kiện niêm yết trên HOSE thì ACB cần có cái cơ chế rõ ràng nhà nước về vấn đề quản lý khu bay. Trong tháng 12 năm 2020 thì Thủ tướng đã đồng ý giao cho ACB quản lý và vận hành tài sản khu bay, đồng thời là có những cái cơ chế rõ ràng. Thì cái tài sản nợ sẽ không ghi nhận trong bảng cân đối ACB, doanh thu và chi phí sẽ được ghi nhận trong bảng kết quả kinh doanh, tuy nhiên lợi nhuận sẽ trả về nhà nước. Nên là về cơ bản thì nó không ảnh hưởng đến cái kết quả kinh doanh của ACB. Tuy nhiên cái quyết định này sẽ giúp ACB không còn nhận cái ý kiến nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán hàng năm. Do vậy là tôi kỳ vọng là báo cáo kiểm toán trong năm 2021 của ACB sẽ được chấp nhận toàn phần. Từ đấy thì ACB sẽ được đủ điều kiện niêm yết trên HOSE từ năm 2022. Vâng, thì cái luận điểm này thì tôi muốn hỏi anh Dũng thêm một phần nữa, đấy là cái việc tôi thấy là ACB cổ phần hóa khá là lớn. Nếu mà khi mà ACB lên sàn HOSE thì cái triển vọng mà ACB có thể vào được cái rổ chỉ số VN30 thì có khả thi hay không, và khi nào có thể xảy ra? Theo cái điều kiện review của chỉ số VN30 thì cái chỉ số này sẽ được review định kỳ vào tháng 6 và tháng 12. Thì nếu như ACB được chuyển niêm yết sang HOSE thì để đáp ứng đủ cái điều kiện vào VN30 thì ACB sẽ phải niêm yết trên sàn HOSE trong vòng 6 tháng. Và sau đấy thì về cơ bản ACB đáp ứng được tất cả những cái điều kiện để mà có thể vào cái bộ chỉ số VN30 này, do ACB có cái vốn hóa rất là lớn nên là cái free float gọi là nên là cái khối lượng giao dịch trung bình của ACB đã đủ điều kiện để có thể vào chỉ số VN30. Vâng, thì nhìn chung mà nói thì cái việc triển vọng ACB lên sàn HOSE và sau đấy là có thể vào VN30 là những cái thứ mà rất là tích cực, có thể ảnh hưởng đến cái giá trị của doanh nghiệp. Thì tôi cũng muốn giải thích thêm cho quý nhà đầu tư rằng là tại sao mà khi mà mình chuyển sàn lên HOSE hay là khi mà mình được vào VN30 thì cổ phiếu lại có thể có diễn biến tích cực hơn về giá. Thì thứ nhất là với việc là chuyển sàn từ HNX hay là Upcom lên HOSE thì nó sẽ, cái việc phải lên HOSE nó sẽ khiến cho là cái cổ phiếu đấy cần phải công bố thông tin một cách chặt chẽ hơn, và nó phải đáp ứng nhiều cái điều kiện mà nó gọi là strict hơn, nghĩa là nó chặt hơn trong cái những cái cổ phiếu ở trên sàn Upcom hay là những cổ phiếu trên sàn HNX, thì làm cho nhà đầu tư cũng phải tin tưởng hơn vào cổ phiếu. Cái lý do thứ hai nữa là cái việc quy định về cổ phiếu ở trên sàn HOSE, Upcom và HNX như vậy, nó khiến cho một số cái quỹ đầu tư là nó sẽ có một cái rào cản là họ không được đầu tư vào sàn HNX hay là sàn Upcom. Thì đây khi mà lên HOSE thì họ sẽ được phép cập nhật vào ACB, thì và hơn nữa là khi mà vào VN30 thì nó cũng sẽ được gây chú ý hơn cho nhà đầu tư, và các quỹ theo dõi chỉ số ETF nó sẽ làm tăng cái lượng nhu cầu mua cổ phiếu, và khi mà thị trường có cung cầu thì khi mà cung tăng lên trong khi cầu như vậy thì cái giá của cổ phiếu nó sẽ được cải thiện.
Thì đấy là những cái điểm tích cực của chúng tôi về cổ phiếu ACV lần này. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sẽ sang cái phần tiêu cực về việc là tại sao mà tôi vẫn đang concern với cái việc là đầu tư ACV thì có tốt hay không. Thì bây giờ tôi sẽ trình bày với mọi người là cái luận điểm đầu tiên của tôi, thì đấy là nó sẽ liên quan đến cái dự án sân bay Long Thành này. Thì tôi có một cái số liệu ở đây là về cái việc là hiện tại ACV đang có tiền mặt và nguồn vốn của năm 2020, nghĩa là cái tiền mà họ có thể dùng để đầu tư là khoảng 33.000 tỷ, trong khi đấy thì riêng cái giai đoạn một của dự án là đã là 100.000 tỷ rồi. Thì và hơn nữa là trong tương lai xa thì cái dự án Long Thành là tổng hơn 600.000 tỷ, nghĩa là cái quy mô của dự án giai đoạn một là gấp 3 lần so với cả cái tổng tài sản của ACV hiện tại, và nó sẽ còn gấp 10 lần so với cả ACV bây giờ. Thế thì cái nguồn vốn ở đâu ra có thể giúp cho ACV có thể triển khai được cái dự án này? Anh có thể trả lời được cái câu hỏi này không ạ? Cái dự án sân bay Long Thành thì được định vị để trở thành cái trung tâm trung chuyển mới tại Đông Nam Á của Việt Nam, và nó sẽ được định vị để cạnh tranh với các sân bay lớn trong khu vực như là sân bay Changi của Singapore, sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan hay là sân bay quốc tế Hồng Kông. Thì về dài hạn thì hiện tại thì cái nguồn tiền ACV sẵn có là 30.000 tỷ, khoảng trên dưới 30.000 tỷ. Cái tổng capex đầu tư cho dự án Long Thành khoảng 100.000 tỷ, và ACV thì có kế hoạch là nguồn tiền doanh nghiệp tạo ra từ nay cho đến năm 2025 vào khoảng độ 35.000 tỷ nữa cũng sẽ được tài trợ cho dự án Long Thành. Do đó là cái nguồn tiền vay nó sẽ chỉ rơi vào khoảng độ 35 đến 40.000 tỷ, và nó là thấp hơn cái mức mà 77 tỷ mà chúng ta có thể thấy ở đây. Vậy thì nếu mà giai đoạn 1 thì mình có thể triển khai rồi, nhưng mà thế còn cái giai đoạn 2 thì là dự án là lên đến tận 600.000 tỷ, thì liệu lúc đấy mình có dòng tiền hay không? Với cả thế thì có khả năng nào là sẽ phải phát hành thêm vốn để mà có thể mà triển khai được cái dự án hay không? Với cái nhu cầu du lịch hàng không nội địa và quốc tế của Việt Nam tăng trưởng rất là tốt trong quá khứ, thì tôi cho rằng là cái tiềm năng tăng trưởng từ nay cho đến năm 2030 của ACV còn rất là lớn, và doanh nghiệp sẽ hoàn toàn có thể thu được tiền để finance cho cái dự án Long Thành giai đoạn tiếp theo. Thì cái dự án Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Và có thể là cái dự án này sẽ bắt đầu vào năm 2030, thì tôi cho rằng là khi đấy thì ACV sẽ hoàn toàn có khả năng finance được cái nguồn vốn cho những cái dự án tiếp theo, bởi vì Long Thành thì nó sẽ được đảm nhiệm đến 80% lượng khách quốc tế, cũng như là 20% lượng khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Tân Sơn Nhất chuyển sang. Và cái việc xây dựng Long Thành có thể thấy là rất là tốn kém, tuy nhiên nó là cần thiết để đảm bảo cho cái sự tăng trưởng dài hạn của ACV. Nếu không có Long Thành thì cái triển vọng tăng trưởng dài hạn của ACV sẽ bị suy giảm. Đấy là quan điểm của chúng tôi về cổ phiếu, về cái việc là cái nguồn vốn của ACV sẽ đến từ đâu trong việc là đầu tư dự án trong tương lai. Và thì như anh Dung đã chia sẻ thì cái dự án cả cái 600.000 tỷ này là đến tận 2030 mới làm đến cái giai đoạn cuối cùng, cho nên chính vì như thế thì hiện tại nó vẫn còn quá sớm để mình có thể tiếp tục là để mình có thể cân nhắc được về cái việc này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng sang với cả một cái dự cái rủi ro thứ hai, hay là cái concern thứ hai của tôi, anh em, cái phân vân của tôi thứ hai về cái dự án sân bay Long Thành này. Thì như chúng ta đã biết thì hiện tại là năm 2020 ACV đang đón khoảng 64 triệu lượt khách, và năm 2022 thì là 107 triệu. Thì tôi dùng cái số liệu của năm 2022, tại vì do là năm 2020 mình đang bị ảnh hưởng bởi Covid, cho nên người ta dùng số liệu đón khách năm 2020 nó sẽ không hợp lý và không chính xác. Thì mình có thể thấy là cái dự án sân bay Long Thành cái dự án sân bay Long Thành capacity dự kiến là khoảng 100 triệu lượt khách, nghĩa là nó sẽ giúp cho mình đón thêm được gấp đôi khách hiện tại, nghĩa là từ 100 đến 200. Nhưng mà mình có thể thấy là cái vốn mình phải bỏ ra thì là gấp 10 lần, nghĩa là mình bỏ ra vốn gấp 10 để đón thêm gấp đôi khách.
thì không biết là cái việc đấy là nó có mang lại cái sự hiệu quả về mặt kinh doanh cho cổ phiếu ACV hay không, liệu lúc đấy là cái ROE của doanh nghiệp có thể được đảm bảo không, khi mà lúc nãy chúng ta cũng đã cùng bàn với nhau về việc là định giá của cổ phiếu thì hiện tại là đang hấp dẫn so với cái ROE hiện tại. Vâng, anh Dũng, anh có thể trả lời cái câu hỏi này. Vâng, về cái chỉ số ROE cũng đảm bảo không khi mà dự án đi vào hoạt động thì chỉ cần là theo ước tính của tôi thì chỉ cần là sân bay Long Thành hoạt động với khoảng độ 40-50% công suất là Long Thành đã ghi nhận lợi nhuận, và khi đấy thì khi mà chỉ cần Long Thành có lợi nhuận thì cái ROE của ACV sẽ đạt cái mức tương đương so với trước đây, chưa kể đến việc nếu như mà Long Thành khi mà lượng khách tăng lên thì cái dự án này nó sẽ mang lại rất là nhiều cái triển vọng để cái tỷ suất lợi nhuận của ACV tăng lên. Và như một cái slide trước đấy mà mọi người thấy là chính phủ đã kỳ vọng là cái mức tăng trưởng trung bình từ năm 2019 đến năm 2030 của toàn bộ ngành hàng không Việt Nam nó vào khoảng độ 9,6%. Như thế thì với cái mức tăng trưởng này thì mà trong 10 năm tới thì chúng ta sẽ chỉ có một số cái dự án mở rộng của hai nhà ga chính là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Điều này cũng chỉ để đáp ứng cái nhu cầu quá tải của hai nhà ga này. Và chúng ta có một cái dự án lớn là Long Thành thì tôi cho rằng là toàn bộ cái sự tăng trưởng của cái lượng khách nó sẽ được dồn về phần lớn vào Long Thành. Và tôi tin rằng là cái dự án nó sẽ có hiệu quả. Vâng. Vậy là chúng tôi đã giải thích qua cho quý vị về cái triển vọng của chúng tôi về triển vọng của chúng tôi về cái dự án sân bay Long Thành này. Còn cái việc tính toán cụ thể thì nó ở trong một cái file Excel mà liên quan đến cái model định giá của cổ phiếu thì chúng tôi sẽ khó mà có thể mà chia sẻ chi tiết cho quý vị. Vâng, và thế thì chúng tôi sẽ cùng sang với cả cái luận điểm tiêu cực thứ hai, đấy là chính là việc là cổ đông nhà nước hiện tại đang chiếm 95% và nhà nước chỉ đang có kế hoạch thoái vốn khỏi cái công ty này, thoái vốn một phần ở công ty này. Thì vậy thì cái concern của tôi ở đây là đối tượng nào sẽ mua và có được mua quá 50% hay không, và khi mà họ mua rồi thì liệu cái chính sách về giá và các điều kiện khai thác hay cái lợi thế độc quyền của ACV có còn không khi mà lúc đấy nhà nước lại đã giảm cái tỷ lệ lợi ích của họ tại cái công ty ACV này. Mà thực tế thì nhà nước có ý định thoái vốn ở ACV xuống 65%. Tuy nhiên là việc này phải diễn ra sau khi chuyển sàn, bởi vì khi mà chuyển sàn thì cái mức định giá của ACV nó mới hấp dẫn, cũng như là khi đấy thì các nhà đầu tư nước ngoài họ mới gọi là cái mandate đầu tư của họ, cái cổ phiếu ACV mới đáp ứng vào cái mandate đầu tư của các quỹ nước ngoài. Cái việc chuyển sàn thì sẽ khiến định giá của ACV nó sẽ ở mức cao hơn. Cũng như là với cái ngành nghề hiện tại thì ACV rất là được các quỹ quan tâm, do là họ có cái vị thế độc quyền về khai thác dịch vụ hàng không của Việt Nam. Và tôi cho rằng là cái việc mà cổ đông nhà nước sẽ chỉ thoái vốn xuống 65% thì vẫn sẽ giữ được cái vị thế độc quyền cho ACV, cũng như là cái tỷ lệ sở hữu, cũng như là cái khối lượng vốn hóa mà nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu ở ACB là vào khoảng độ từ 95% xuống 65% là 30%, là tương đối lớn và hấp dẫn, đủ size cho các nhà đầu tư lớn có thể tham gia được. Và đấy là quan điểm của chúng tôi về cái phần thứ hai này, là về cái concern của chúng tôi về cái việc nhà nước hiện tại đang chiếm tỷ lệ sở hữu lớn tại công ty ACB. Và thế thì tôi sẽ sang một cái rủi ro cuối cùng, đấy là liên quan đến tỷ giá của đồng Yên Nhật. Thì như tôi đã tính toán hiện nay thì là nếu mà đồng Yên Nhật là biến động tăng khoảng 1%, bởi vì ACB hiện tại là đang có dư nợ lớn liên quan đến đồng Yên, cho nên là khi mà đồng Yên tăng thì thành ra là mình sẽ bị lỗ tỷ giá. Thì cái việc là dư nợ hiện tại là nếu mà cái đồng Yên Nhật này mà tăng khoảng 1% thì ACB sẽ lỗ khoảng 147 tỷ. Thì cái điều này là nó ứng với cả khoảng tầm 8,6% lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, là một cái rủi ro khá là lớn. Thì không biết là cái view của anh về đồng Yên Nhật trong tương lai nó sẽ như thế nào? Vâng. Với tôi thì
đồng Nhật được coi là cái đồng tiền trú ẩn của toàn bộ các tổ chức tài chính trên toàn cầu khi mà nền kinh tế thế giới suy giảm hoặc là gặp những cái biến cố bất ngờ. Trong cái thời điểm mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung xảy ra trong năm 2018 ấy, thì đồng yên đã tăng giá theo đúng cái lý thuyết này. Tuy nhiên thì theo cái chu kỳ kinh tế, nó có 4 cái chu kỳ kinh tế, thì hiện tại thì nền kinh tế thế giới theo đánh giá của nhiều tổ chức thì mới chỉ đang bước vào giai đoạn phục hồi, do đó là nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, và do đó là đồng yên nó sẽ ít có cơ sở để tăng giá. Thực tế thì từ đầu năm đến nay, với cái việc là vaccine đi vào được tiêm chủng cho toàn bộ người dân trên thế giới, thì kinh tế mở cửa trở lại, các hoạt động sản xuất bắt đầu trở lại, thì đồng yên, tỷ giá yên Việt Nam đồng yên đã giảm vào khoảng độ 6,5% từ đầu quý 1 đến nay. Thì với cái mức giảm này thì nó sẽ mang lại không những nó là rủi ro mà nó lại còn mang lại cái khoản lợi nhuận tài chính cho ACB vào khoảng 900 tỷ đồng trong quý 1. Thì do đó là tôi cho rằng là cái rủi ro về tỷ giá này trong thời điểm gần trong tương lai nó sẽ không là một điều đáng lo ngại đối với ACB, ngược lại nó sẽ là một cái yếu tố tốt cho ACB. Và đồng thời là tôi cũng xin bổ sung một chút là so với cả do là cái đồng tiền được giảm giá nên là nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc ACB vay ngoại tệ nước ngoài, nó cũng là một cái yếu tố để bổ trợ cho cái việc là rủi ro, nó giảm rủi ro đầu tư bằng nguồn vốn vay vào sân bay Long Thành nữa. Vâng, đấy là quan điểm của anh Dũng về cái tỷ giá đồng yên, là nó sẽ không biến động là tiêu cực đến đến cái kết quả kinh doanh của ACB trong giai đoạn tới, bởi vì do đồng yên thường sẽ chỉ tăng giá khi mà cái thị trường nó đang vào giai đoạn mà cần phải quản trị rủi ro một cách tốt hơn, còn hiện tại là thị trường đang vào giai đoạn tăng trưởng, cho nên là đồng yên nó sẽ không được favor. Và khi mà đồng yên không được favor thì thậm chí là ACB không bị lỗ tỷ giá mà còn có lãi đến từ cái việc này. Và bây giờ thì tôi sẽ tổng kết lại những cái quan điểm của chúng tôi về ACB ngày hôm nay. Về cái việc là tích cực thì đấy là cổ phiếu ACB là cổ phiếu mà có cái lợi thế cạnh tranh mà độc quyền, và sau đấy là có rào cản nhập ngành rất là lớn, chính vì thế cho nên họ có cái biểu phí hấp dẫn. Ngoài ra nữa thì định giá của họ cũng đang cao so với cả những cái nước trong những cái doanh nghiệp trong khu vực. Và cái lợi điểm thứ hai đến từ cái việc là triển vọng tăng hành khách trong tương lai của ACB nó sẽ đến từ cái việc trong ngắn hạn, đấy chính là việc COVID, phục hồi sau COVID, và trong dài hạn hơn chính là những cái dự án sân bay. Và cái cuối cùng đấy là lợi điểm tích cực là ACB có thể chuyển sàn lên HOSE, sẽ thu hút được các quỹ đầu tư, và sau đấy là có thay đổi về định giá và vào được VN30. Và chúng tôi muốn nói thêm về cái rủi ro thì là có 3 cái rủi ro. Đấy sẽ là rủi ro về tỷ giá liên quan đến đồng yên, thứ hai nữa là rủi ro liên quan đến việc nhà nước sở hữu, và cuối cùng là rủi ro đến việc cái sự khả thi của dự án sân bay Long Thành. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sẽ sang cái phần Q&A với nhà đầu tư về ngày hôm nay. Và tôi sẽ đọc câu hỏi đầu tiên, đấy là của bạn Xuân Hòa, là định giá ACV hiện tại giúp mình. Thì tôi sẽ nói qua quan điểm của tôi trước, và sau đấy là sẽ đến anh Dũng nói về quan điểm định giá của cổ phiếu này. Thì tôi đã có một cái bảng thống kê ở đây, đấy chính là cái việc là cảng hàng không Việt Nam so với cả các nước trong khu vực thì rõ ràng là mình đang tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Đây là cái đường trên cùng đấy ạ. Vâng, thì là mình đang có cái ROE là khoảng tầm hơn 15%, dưới 20%, và trong khi trung bình của khu vực thì không cao đến như vậy. Và chính vì như thế cho nên là thành ra là mà trong khi định giá của mình đang rẻ hơn, thì thành ra nếu giả sử, và hơn nữa là cái vị trí địa lý của Việt Nam thì cũng rất là thuận lợi để có thể trở thành cái cảng hàng không quốc tế, thì thành ra là hoàn toàn có thể là cái chỉ số định giá này là sẽ từ 15 lên 25, và upside nó rất là lớn. Thì đấy là cái quan điểm của tôi về cái việc là nhìn dài hạn của cổ phiếu khi mà họ làm được dự án sân bay Long Thành và họ thành công. Và tôi sẽ xin mời anh Dũng nói về cái việc định giá ACB. Vâng, theo cái báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh gần nhất mà bộ phận phân tích của VNRX mới publish, thì định giá của ACB dựa trên cái phương pháp dòng tiền nó rơi vào khoảng độ 88.000
tức là cao hơn so với giá hiện tại vào khoảng độ từ 15 đến 20%. Thì cái mức định giá này là đưa ra là nó dựa trên cái target price trong vòng 1 năm tới. Và cái mức định giá này thì thực tế thì hoàn toàn là chưa tính đến những cái premium mà có thể là những nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ có thể trả khi mà họ khi mà nhà nước thoái vốn ACV ở trên HOSE, khi mà ACV được chuyển sang niêm yết trên sàn HOSE. Dạ vâng, đấy là cái câu trả lời của chúng tôi về câu hỏi này, và tôi sẽ xin phép sang một câu hỏi thứ hai của bạn Bi Beng là lộ trình chuyển sàn HOSE của ACV là như thế nào ạ? Đã có lộ trình cụ thể này hay chưa, hay là đang dự kiến? Vâng, thực tế thì nhà nước đã ban hành cái cơ chế để phân biệt giữa ACV và nhà nước về cái việc quản lý tài sản không ai rất là rõ ràng. Thì nó là một cái động thái rất là mạnh mẽ của nhà nước trong việc nỗ lực để niêm yết ACV sang HOSE. Thì theo như tôi cũng đã chia sẻ ở trên, thì để mà niêm yết trên HOSE thì cái báo cáo kiểm toán của công ty phải không có cái ý kiến nhấn mạnh. Thì như là cái báo cáo năm 2020 thì do là chưa có cái cơ chế rõ ràng nên là vẫn còn đang có cái ý kiến nhấn mạnh trong cái báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên là do là cái cơ chế đã được ban hành từ cuối năm 2020, do đó là cái báo cáo kiểm toán trong năm 2021 thì nó sẽ được đủ điều kiện để coi là một cái báo cáo kiểm toán được chấp nhận toàn phần. Và từ đấy thì ACV sẽ hoàn toàn có thể niêm yết trên HOSE trong năm 2022 sau cái đại hội cổ đông của năm 2022, khi mà được cổ đông chấp thuận về việc niêm yết. Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng về cái câu trả lời liên quan đến việc chuyển sàn của ACV. Và bây giờ tôi sẽ đọc cái câu hỏi tiếp theo, đấy là của bạn Duy Phúc Hạ, đấy là ACV có điểm vào chưa? Thì tôi sẽ xin phép để trả lời cái câu hỏi này. Thì cái việc liên quan đến điểm vào ở đây là nó sẽ liên quan đến cái việc là mình trading cổ phiếu nhiều hơn. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu cổ phiếu là nó sẽ liên quan nhiều đến việc là mình có thể tích sản được cổ phiếu hay không. Thì đối với việc dài hạn, đối với trong dài hạn thì cổ phiếu ACV hiện tại là vẫn còn rất là nhiều tiềm năng, rất là nhiều hấp dẫn để mình có thể kỳ vọng. Chính vì như thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là nếu quý nhà đầu tư định tích sản cổ phiếu ACV thì đây là một cổ phiếu rất là phù hợp. Còn về quan điểm là có điểm vào hay chưa thì nó sẽ liên quan đến cái việc là cái định giá của chúng tôi liên quan đến cổ phiếu này. Thì với tùy từng nhà đầu tư mà cái kỳ vọng của mình về cái lợi nhuận nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là nếu quý nhà đầu tư mà kỳ vọng một năm mình cần sinh lời khoảng 30% thì chúng tôi nghĩ rằng là thì quý nhà đầu tư cần phải xem xét cái định giá. Còn nếu như mà ví dụ như là mình chỉ cần 15% thôi thì có thể đầu tư được. Đấy, thì cái điểm vào ở đây nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái kỳ vọng của mình, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là cái định giá của ACV là nó sẽ thay đổi khi mà vào thời điểm trước chuyển sàn, hay là khi mà mình nhìn thấy năm 2021, nghĩa là cái báo cáo kiểm toán cuối năm 2021 là có báo cáo kiểm toán là có ý kiến nhấn mạnh hay không. Thì khi mà cái thời điểm giao báo cáo năm 2021 thì sẽ là cái thời điểm cuối năm 2021, thì tôi nghĩ là cái thời điểm mà giải ngân vào ACV là hợp lý nhất theo cái phương pháp trading. Vì khi đấy thì là khi mà mình confirm được rằng là cái báo cáo kiểm toán nó không còn cái ý kiến nhấn mạnh thì chắc chắn là nó sẽ được lên HOSE, và khi mà được lên HOSE thì nó sẽ rất là hấp dẫn. Và anh Dũng thì có cái chia sẻ quan điểm của anh về cái việc là điểm vào của ACV vào thời điểm này không anh? Theo dựa trên quan điểm về cá nhân tôi về đối với điểm vào của ACV thì tôi cũng có cùng ý kiến với cả anh Duy, đấy là nó dựa trên cái định giá của ACV trong một năm tới nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy là cái giá của ACV nó sẽ được hỗ trợ khá là lớn bởi trong năm nay thì sẽ có những cái thông tin về cái kết quả kinh doanh của ACV nó sẽ đạt được mức tăng trưởng mạnh so với cả cùng kỳ, so với cả năm ngoái. Đấy là một cái yếu tố hỗ trợ rất là lớn. Đồng thời là cái việc nếu chúng ta nghĩ là năm 2022 mà cổ phiếu được chuyển sàn vào cuối năm 2021 vào thì tôi thì cái điều đấy thì nó cũng có thể đúng, và nó cũng có thể là
lệch thời điểm nó cũng có thể sớm hơn và có thể muộn hơn. Cái điều đấy chúng ta hoàn toàn không thể biết được. Cái đấy là tùy vào cái khẩu vị đầu tư của số lớn nhà đầu tư cá nhân trên thị trường họ nhìn nhận ACV như thế nào. Tuy nhiên cái con đường chung mà ACV cuối cùng đi đến thì cổ phiếu cũng sẽ phải niêm yết trên HOSE và nó sẽ trở nên rất là hấp dẫn. Do đó là tôi cho rằng là cái thời điểm để mà vào ACV thì thời điểm này là tương đối là phù hợp với cái mục tiêu chúng ta tích sản. Vì không những là ACV nó là một cái hưởng lợi từ cái thông tin về niêm yết sang HOSE mà cái triển vọng trong tương lai của ACV rất là lớn. Vì nó là một cái công ty độc quyền trong một cái lĩnh vực rất là hấp dẫn của Việt Nam. Vâng, anh Dũng, đấy thì tôi sẽ tóm tắt lại rằng đấy là nếu mà chúng ta kỳ vọng vào lợi nhuận ngay lập tức, nghĩa là trong vòng 1 tháng, 2 tháng thì có thể điểm vào hay không thì có thể là chưa rõ, nhưng mà nếu mà trong dài hạn hơn thì chắc chắn đây là thời điểm rất phù hợp để chúng ta có thể mua cổ phiếu ACV và chúng ta có thể tích trữ nó một cách lâu dài ngay từ bây giờ. Dạ vâng, thì đấy là tất cả những cái câu hỏi ngày hôm nay của chương trình về cổ phiếu ACV này, và tôi sẽ xin phép là được báo với mọi người rằng là mọi người có thể comment ở trong cái luận điểm ở trong cái comment của cái video ngày hôm nay về cái cổ phiếu mà mình sẽ phân tích vào tuần sau để chúng tôi có thể lựa chọn, và mong quý nhà đầu tư là nếu có quan tâm đến cổ phiếu nào thì hãy bình chọn cho cổ phiếu, hãy comment ở trong mục bình luận của chúng tôi để chúng tôi có thể lên chương trình. Và chúng tôi sẽ xin phép là dừng chương trình ngày hôm nay tại đây. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm và theo dõi.